Theo thông tin từ UCA News, cho biết là Đức cha Heijen Heiji, Ngài thường xuyên nhắc nhở quý linh mục, quý tu sĩ và những người giáo dân về việc giữ gìn sức khỏe cũng như là nâng cao nhận thức về tình hình hiện tại dịch bệnh đang ở khắp nơi. Và Ngài cũng là người tích cực sử dụng Internet để nuôi dưỡng tinh thần giáo dân qua thánh lễ hàng ngày, kinh nguyện, cũng như là những bài giảng và tuần cửu nhật của Ngài chia sẻ đến cộng đoàn qua hệ thống Internet. Hội đồng giám mục Myanmar đã chính thức gửi lời chia buồn trước sự ra đi đột ngột của Đức cha. Ngài thực sự là vị chủ chăn tốt lành. Ngài đã dẫn dắt nhiều tín hữu Myanmar tìm được chỗ dựa tinh thần và sức mạnh trong thời kỳ này. Đức Hồng Y Sakbo và Đức cha phụ tá John Soyong Han, quý ngài đã bày tỏ như vậy. Được biết là Đức cha Joan Hans Haki của giáo phận Vatican là vị giám mục tận tâm nuôi dưỡng đời sống đạo đức tinh thần cho các tín hữu đã được Chúa gọi về vào lúc 6 giờ 15 phút sáng ngày 22 tháng 7 và Ngài được hưởng thọ 67 tuổi. Theo thông tin cho biết, sự ra đi đột ngột của Ngài có liên quan đến dịch coronavirus. Các nữ tu dòng Chúa Chiên Lành cũng mời gọi Đức cha đã ra đi giữa tình cảnh bất công và giao tranh tràn lan. Vì vậy, chúng tôi mời gọi mọi người là hãy cầu nguyện, chúc ban công lý và hòa bình cho đất nước. Đức cha Ngài được sinh vào ngày 15 tháng 12 năm 1953. Ngài được thụ phong linh mục vào ngày 7 tháng 3 năm 1982 và Ngài được bổ nhiệm làm Đức giám mục phụ tá của giáo phận Vatican vào ngày 22 tháng 3 năm 2003. Ngày 24 tháng 8 năm 2003, Ngài được bổ nhiệm làm Đức giám mục của giáo phận chính thức. Giáo phận Payton. Cách riêng quý cộng đoàn là trong giáo phận cũng đang được mời gọi cầu nguyện riêng cho Ngài cũng như là cho giáo phận và cho cả thế giới trong tình hình hiện tại. Trước bối cảnh hiện tại, nhiều tín hữu cũng nương nhờ vào tà áo của mẹ Maria, thánh cả Giuse, để các ngài cầu bầu cùng Chúa, để cầu xin sự bình an đến muôn người. Nói về mẹ Maria, từ năm 1981 đến năm 1988, đã có những báo cáo về những lần mẹ hiện ra ở Quebejo, ở Guanda. Đức cha địa phương đó là Đức cha Augustine Misago của Ghi Congo cũng chấp thuận lòng sùng kính công khai đối với các cuộc hiện ra vào năm 1988. Tuy nhiên, mãi đến năm 2001, Ngài và Tòa Thánh mới tuyên bố lời khai của ba nhân chứng là xác thực liên quan đến các cuộc hiện ra bắt đầu vào năm 1981 và tiếp tục trong những tháng tiếp theo cho đến năm 1983. Immaculée, tác giả cuốn sách về Đức mẹ Quibejo, chia sẻ với EWTN News vào ngày 9 tháng 7, nói rằng Đức mẹ Maria đang yêu cầu người Công giáo là hãy lần hạt mân côi, hãy trở lại với Chúa một cách chân thành. Immaculée được biết đến nhiều nhất với cuốn tiểu sử của mình là Sống Sót Để Lại, khám phá về Thiên Chúa giữa cuộc diệt chủng tại Rwanda. Trong đó, cô ghi lại cách cô sống sót sau thảm họa diễn ra vào năm 1994. Cô ấy chia sẻ rằng cô ấy sống được nhờ đức tin của mình. Điều tôi muốn mọi người học được từ câu chuyện của tôi đó là sức mạnh của lời cầu nguyện, sức mạnh của việc đến gần Thiên Chúa và trung thực, thành thật, sống đức tin của bạn và hãy lắng nghe Đức Mẹ. Đức Mẹ hiện ra ở Rwanda, Quibejo. Mẹ nói với chúng tôi là hãy lần hạt từ trái tim của mình. Trong một video clip khác, cô đã kể chi tiết câu chuyện về Đức Mẹ Quibejo. Đức Mẹ xuất hiện vào năm 1981 trong một ngôi trường, một trường trung học, đó là một trong những trường nghèo nhất trên cả nước. Lần đầu tiên, mẹ xuất hiện với một cô gái tên là Alphonsine khi cô ấy đang giúp đỡ những đứa trẻ khác. Và Alphonsine hiện là một nữ tu ở Ý, nói với Immaculée rằng hãy nhớ thông điệp đầu tiên của Đức Mẹ. Mẹ có thể đã chọn xuất hiện với tôi khi tôi đang ở trong một nhà cầu nguyện lần chuỗi mân côi, nhưng mẹ đã chọn tôi, đã đến với tôi khi tôi đang phục vụ những người khác. Immaculée nói rằng thông điệp số 1 của Đức Mẹ đó là sự phục vụ người khác, ra ngoài và giúp đỡ tha nhân. Người tiếp theo mà mẹ hiện ra đó là một phụ nữ đẹp nhất, rất điềm đạm, nổi tiếng trong toàn trường. Immaculée nói rằng
Sau đó mẹ đã chọn một người thứ ba bởi vì mọi người từ chối tin vào những cuộc hiện ra của Đức Mẹ. Nhưng người thứ ba, sự lựa chọn thật buồn cười, Immaculée nhấn mạnh cô ấy là trưởng nhóm của những sinh viên khác đã bị bách hại thẳng tay. Đức Mẹ đã trao cho Mary Claire một thông điệp lớn, thông điệp về chuỗi hạt của bảy sự sầu bi. Đức Mẹ đưa cho cô ấy kinh Mân Côi và bảy sự sầu bi và yêu cầu cô ấy lan truyền cho toàn thế giới. Thật tội nghiệp, một lần cô ấy nói: "Mẹ ơi, mẹ muốn con lan truyền cho cả thế giới kinh Mân Côi và bảy sự sầu bi sao?" Và cô ấy nói: "Con thậm chí không có tiền để đến thành phố tiếp theo. Mẹ mong đợi con lan truyền cho cả thế giới như thế nào đây?" Theo Immaculée, Đức Mẹ đã trả lời: "Con của mẹ, ơn của ta có thể làm tất cả mọi thứ. Con chỉ làm phần của con. Mẹ có rất nhiều con cái trên thế giới. Con làm phần việc của mình và ân sủng của Thiên Chúa sẽ đến với người tiếp theo." Ôi lạy Chúa,
dò xét con và đã biết con. Chúa biết con khi con đứng con ngồi, hay con đang suy tưởng điều gì, thì lạy Chúa từ đằng xa Ngài đã biết con. Hay con đang suy tưởng điều gì, thì lạy Chúa từ đằng xa Ngài đã biết.